Chào mừng các em đến kênh Thùy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sức cơ nói chi thức cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Thùy Liêm các em khá dễ hiểu. Các em sau không khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 12 quyết số đo đại lượng dưới dạng số hợp phân tích số 3 trang 45 46. Trước mình sẽ làm câu số 1 quyết số hợp phân hích hợp và chủ chấm nha. Thầy sẽ tính nhắc như này. Giờ 10m 5 dm mình sẽ đổi qua mét. Như vậy số 10 các em viết lại nha. 5 dm này các em đổi qua mét, các em chia cho 10, như vậy được 5 phần 10. Số 10 viết lại. 5 phần 10 là 0,5. 10 và 0,5 chính là 10,5, đúng không? Như vậy chỗ này các em sẽ viết là 10,5 nha. Mét. Tiếp theo là 8m 4cm mình đổi qua mét. Như số 8m này, số 8 các em lại. cm đổi qua mét, các em chia 100, 4 chia 100 là 4 phần 100. Giờ 4 phần 100 có nghĩa là 0,04. 8 và 0,04 chính là 8,04. Tiếp theo là 15 cm 90m mình đổi qua cm nha. Như số 15 các em viết lại. mm đổi qua cm các em chia cho 10 như là 9 phần 10. Số 15 viết lại 9 phần 10 là 0,9. 5 và 0,9 là 15,9. 15 và 0,9 là 15,9 nha. Như chỗ này các em viết là 15,9. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. 508 cm mình đổi qua mét. Như giờ đổi từ cm qua mét, các em chia cho 100. Giờ các em chuyển về hỗn số bằng cách lấy 508 chia 100 được 5 và giữ 8. Có nghĩa là 5 và 8 phần 100. Số 5 viết lại. 8 phần 100 là 0,08. 5 cộng 0,08 là 5,08. Đúng không? Chỗ này các em điền là 5,08 nha. Hoặc là các em hiểu chỗ này một số chia cho 100 thì các em sẽ tính từ phải qua trái hai chữ số các em đặt dấu phải như là 5,08, đúng không? Các em có hơi nhầm như vậy cũng được nha. Tiếp theo là mm đổi qua cm thì các em chia cho 10. Như mình sẽ lấy 150 chia cho 10 thì bằng 15, đúng không? Như kết quả là 15 cm. Giờ mm đổi qua cm thì các em chia cho 10, 7 chia 10 thì mình sẽ được phân số là 7 phần 10. 7 phần 10 sẽ bằng 0,7, đúng không? Như chỗ này các em viết là 0,7 nha. Như là mình xong câu số 1 nha, câu số 1 các em hiểu bài. Các em xong hết video thì các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2 cho 4 con vật có cân nặng như hình vẽ dưới đây. Con thỏ cân nặng là 5 kg 950 g. Con này cân nặng là 6,2. Con ngỗng cân nặng là 6,2 kg. Con mèo cân nặng là 5,95 kg. Và con chó cân nặng là 9,6 kg 195 g. Câu A phanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong 4 con vật trên, con vật nào nặng nhất? Giờ bây giờ mình sẽ đổi về cùng đơn vị kg, sau đó mình sẽ so sánh nha. Thầy sẽ tính nhắc phía dưới. Mình sẽ đổi về đơn vị kg chứ. Giờ 5 kg 950 g mình sẽ đổi về g. Mình sẽ đổi về kg luôn nha. Mình sẽ chuyển về hỗn số chứa số 5 viết lại.
Gram đổ vào kg, kem chia cho 1.000 như là 950 phần 1.000. Đơn vị là kg. Giờ số 5 viết lại. Giờ chỗ này các em sẽ là giúp gọn chia tử vào mẫu cho 10 đi. Thì được là 95 phần 100. Đúng rồi. Kg. Số 5 viết lại. 95 phần 100. Mẫu số là 100 thì có nghĩa là sau dấu phẩy hai chữ số 95 đứng cuối cùng thì kết quả là 5,95 kg. Đúng rồi. Giờ mình sẽ đổi số này về kg luôn. 6 kg, 195 g mình sẽ đổi vào kg. Giờ mình cũng chuyển về hộp số chứ. Như số 6 viết lại. Đổi từ gam qua kg, các em chia cho 1.000 như là 195 phần 1.000 kg. Giờ số 6 viết lại. Mẫu số là 1.000 chuyển về xô. Hợp phần sau dấu phẩy ba chữ số 195 đứng cuối cùng có nghĩa là 6,195 kg. Giờ bây giờ mình sẽ so sánh xem số nào lớn nhất. Thì mình thấy là 5,95, 6,195, 6,2 và 5,9 thì mình so sánh phần nguyên. Thì số 6 sẽ lớn hơn số 5, mình so sánh hai số này. Thì mình thấy là hai số này phần nguyên số 6 giống nhau. Phần 2 phần 10 đây là số 1, đây là số 2. Như số 2 lớn hơn, như 6,2 sẽ là lớn nhất. Như vậy có nghĩa là con ngọc sẽ cân nặng nhất. Đúng này. Như ở đây mình sẽ chọn đáp án B nha. Con ngọc sẽ cân nặng nhất. Đúng này. Giờ tiếp theo thì mình câu B người ta hỏi là viết tên con vật kết hợp vào chỗ chấm, con nào và con nào có cân nặng bằng nhau. Thì mình thấy là ở đây là 5 kg, 950 g chính là 5,95 kg. Và con mèo cũng là 5,95 kg, như vậy là con khỉ và con mèo cùng cân nặng. Được. Như chỗ này mình để là con khỉ và con mèo có cân nặng bằng nhau nhé. Con khỉ và con mèo. Có cân nặng bằng nhau. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 kem hiểu bài. Kem xong hết video thì biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3. Câu số 3, câu A viết số hợp phần kết hợp và chữ chấm. Giờ thầy sẽ tính nhắc. Như là 1 lít 250 ml mình sẽ đổi về lít nha. Giờ như vậy số 1, 1 lít kem giữ nguyên. Đổi từ ml qua lít kem chia cho 1.000 như là 250 phần 1.000. Được rồi. Chỗ này mình sẽ thấy mình có giúp gọn được này. Chia tử vào mẫu cho 10 đi là 25 phần 100. Giờ một số 1 viết lại 25 phần 100 là 0,25. 1 cộng 0,25 là 1,25. Đúng này. Như chỗ này kem điện là 1,25 nha. Tiếp theo là 1.305 ml đổi qua lít nha. Như đổi từ ml qua lít kem chia cho 1.000, như vậy mình sẽ được 1.305 phần 1.000. Giờ mình sẽ chuyển về hỗn số bằng cách lấy số này chia số này được 1 và dư 305. Mẫu số 1.000 viết lại. Số 1 viết lại 305 phần 1.000, mẫu số là 1.000 chuyển về số phân sau dấu phẩy ba chữ số và 305 đứng cuối cùng có nghĩa là 1,305. Được này. Tiếp theo là 1 lít 85 ml đổi về lít nha. Như số 1 kem viết lại. Đổi từ ml qua lít kem chia cho 1.000. Như 85 phần 1.000. Số 1 viết lại.
Mẫu số là 1.000, chuyển về số một phân sau dấu phẩy sẽ có 3 chữ số. Và số 85 là số đứng cuối cùng. Như vậy chỗ này kem khuyên số 0 cho đủ 3 chữ số thôi. Đúng rồi. Như kết quả là 1,085. Lực. Tiếp theo là 950 ml đổ qua lít kem sẽ chia cho 1.000. Như vậy mình sẽ được là 950 phần 1.000. Chỗ này kem giúp gọn chia tử và mẫu cho 10. Còn 95 phần 100. Giờ như vậy 95 phần 100 sẽ là 0,95, đúng không? Như đây mình sẽ để là 0,95. Lên. Câu B, người ta kêu mình quý có số và phân tìm được ở câu A theo thứ tự từ lớn đến bé. Giờ ở đây mình có 4 số, mình so sánh xem số nào lớn nhất. Mình so sánh phần nguyên đây là 1, 1, 1, 0 như số này bé nhất nha. Mình so sánh 3 số còn lại. Phần nguyên giống nhau, mình so sánh hàng phần 10, đây là 2, đây là 0, đây là 3. Như 3 sẽ lớn hơn như số này lớn nhất em biết trước nha. 1,305. Giờ tiếp theo là số 2, 1,25. Tiếp theo là 1,085. Và cuối cùng là 0,95. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 kem hiểu bài, kem xong hết video hãy biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình làm câu số 4, phanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Có 3 bức tranh tường. Bức tranh về bảo vệ môi trường có diện tích là 4 mét vuông và 15 decibel vuông. Bức tranh về an toàn giao thông có diện tích là 4,2 mét vuông. Và bức tranh về phòng chống dịch Covid có diện tích là 4,09 mét vuông. Cơ người ta hỏi là bức tranh nào sẽ có diện tích bé nhất nha. Mình sẽ quan sát hình đây. Đây là bức tranh phòng chống dịch Covid, đây là bảo vệ môi trường, vấn đề an toàn giao thông, đúng không? Bây giờ mình sẽ đổi cái này về số học phân luôn, sau đó kem so sánh thôi, đúng không? Hãy sẽ tính nháp cho này. Như là 4 mét vuông, 18 decimet vuông, kem sẽ đổi về mét vuông. Mình sẽ chuyển về hộp số trước nhé. Như số 4 kem viết lại. Đó, từ decimet vuông và mét vuông kem chia cho 100, như được 18 phần 100. Mét vuông. Giờ số 4 viết lại. 18 phần 100 là 0,18, 4 cộng 0,18 là 4,18 mét vuông. Giờ bây giờ mình so sánh xem diện tích nào bé nhất. Mình so sánh 3 số như 4,18, 4,2 và 4,09. Cả 3 số phần nguyên giống nhau là số 4. Mình so sánh hàng phần 10, đây là 2, 0, 1. Như số 0 sẽ bé hơn. Như bức tranh về phòng chống dịch Covid có diện tích bé nhất chính là đáp án C. Như vậy câu này các em sẽ chọn đáp án C, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng vừa hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.